với nhau. Dạ. Rồi có hai người khách lạ nữa là một đứa cháu và một người bạn lạ. Rồi nó nhậu chung tất cả là 5 người. Mà trong khi trước khi gây lộn gây gỗ với nhau đó, nó nhậu rồi tất cả với nhau gây gỗ rồi hai cái người bạn kia, một đứa cháu con của thằng Hòa. Yeah. Rồi một đứa kia nữa là bạn ngoài là 5 người. Trong khi đó, hai anh em nó gây lộn chứ Hồng Út thì không có gây. Yeah. Sáu Hải và Bảy Hải nó gây với nhau, cái hai thằng kia nó cả nó can, nhưng mà nó can không được rồi nó bỏ nó về. Chứ nếu nó ở lại không có chuyện gì đâu, nó bỏ nó về rồi hai cái đứa này á nó mới là thằng Bảy Hải nó mới là lấy giấy tờ ra. Yeah. Nó nói anh ký giấy cho tôi. Yeah. Ký giấy cho tôi rồi Sao Hải mới nói là giấy gì mà mày ký mày kêu tao ký hoài, tao không ký gì tên á. Rồi bắt đầu mới chửi lộn với nhau. Rồi đó đầu hai anh em mới gây gỗ với nhau, mới dí với nhau rồi mới quýnh lộn rồi chạy xảy ra cái sự xô xát này. Dạ. Chỉ vậy thôi. Rồi đó nó dí nhau quýnh lộn rồi cái thằng Út á nó ngồi ở trước á nó dẫn dơ. Chứ nếu mà nó ngồi nó la lên thì chắc chuyện này nó không quýnh đổi như vậy. Nó ngồi nó dẫn dơ hai anh em nó dí với nhau quýnh lộn ở phía sau á. Cho nên không có ai can lơn gì được hết. Rồi tới hồi mà nó đã gần 5 chén với nhau rồi thì nó điện nó kêu cho anh chị em tới thì nó đã chết rồi. Dạ. Thì sự thật đó là anh Sáu dí trước. Đau lòng quá. Cô ơi, cho con hỏi rằng lúc đó thì cả ba đều là có bia có rượu trong người hả có. Cô? Một thùng bia và thêm một bao nhiêu rượu đế nữa đó. Yeah. Là hai thứ nó hòa lại. Mà Bãi Hải này nó có chứng bệnh tâm thần. Dạ. Yeah. Tức là cái người mà hung thủ hả cô ha? Hung thủ bệnh tâm thần. Và có rượu vô là hai thứ. Dạ cô có thể nào cô chia sẻ là cái nguyên nhân vì sao mà phát sinh những cái mâu thuẫn đó không cô? Thì sự thật trước kia là có cái cha mẹ qua đời hết nha, đất đai cha mẹ cho nổi đứa ba bốn công hết rồi. Dạ. Bốn thằng em trai đâu. Dạ. Đó nó hoàn chỉnh hết. Dạ. Nhưng mà còn lại cái khoảng đất đó là nửa công ở mặt tiền, đó là cha mẹ cho tôi là chị Năm đứng. Dạ. Tên giùm. Cho nên sau thời gian cha mẹ qua đời hết rồi tôi mới dọn nhà về bên chồng ở. Hồi đó là tôi ở đó tạm thời. Yeah. Để mà ở đất nhờ, nhưng mà đất cha má tôi nhiều lắm. Cho nên tôi là con gái mà ở đậu để chồng tôi trốn nghĩa vụ, hiểu không? Yeah. Trốn vụ thu gom chứ không phải là nghĩa vụ. Yeah, yeah. Rồi cho nên tôi ở đất nhờ đó rồi mang tài địa chính. Địa chính người ta mới hỏi má tôi vậy chứ đất này á ông con Âu nó ở mà thím hai muốn là ai đứng tên sở hữu đây, chúng tôi đang làm giấy tờ. Cho nên nó là má tôi nói thôi cho Âu đứng tên đi. Yeah. Đó rồi bắt đầu là địa chính mới cho là tôi đứng tên. Yeah. Là Trần Thi Âu đứng tên. Nhưng mà thời gian sau á cha mẹ qua đời hết rồi tôi về bên chồng. Yeah. Trả phần đất này để cho các em. Nhưng mà các em tôi á nó không có thông qua tôi, nó tự làm giấy là Nguyễn Văn Đúng là em rể, Trần Văn Tươi là em trai. Cho nên nó tự động nó qua bộ rồi nó lấy chữ ký của tôi. Cái sau thời gian tụi nó cũng gây gỗ, tôi về tôi mới nói á, nó nói thấu tới tôi chứ tôi về bên chồng rồi tôi không có quan tâm. Tính em mình nó đàng hoàng thôi, ai về sau này nó gây gỗ với nhau rồi tôi mới về tôi hỏi chứ đất sở hữu này của tao đứng tên mà tại sao mày qua bộ được. Thằng Tươi nó mới nói vậy, chữ ký của bà tôi ký của bà, chữ Âu của bà tôi ký về tôi ký. Rồi tôi cũng thông qua thôi. Tôi tính bốn cái nền đất này là nó bán ba nền thì nó ăn rồi thôi. Còn nền là 3,5 m này nó cho anh của nó là Trần Văn Hồng. Trước kia cũng ở nơi đó, tôi dọn đi rồi đó, nó dọn lại đó nó ở cũng tạm thời thôi. Tại đất nó trong hẻo cho nên nó không cho. Nó nói nó đổ rác, nhà nó sang trọng, nó không có chỗ rác để đổ rác. Thì cuối cùng mới hòa giải là nó đổi đất gì với Nguyễn Văn Đúng là em rể, cho nên là nó mới thưa ra với xã Tam Bình.
với xã người ta cũng đồng ý là Trần Văn vợ chồng Trần Văn Hồng này là nó muốn là này 3,5 công đất thì ít quá, nó muốn mà bên đây là bán cho nó thêm 1,2 nữa, đằng bên đây là được 4,7 là được một cái nền. Thì với xã người ta cũng công nhận có giấy tờ đàng hoàng, có mộc đỏ đàng hoàng, nhưng ngược lại Nguyễn Văn Đứng nó không chịu, cho nên mới xảy ra cái chuyện này. Thưa là tòa án nó kéo dài tới hôm nay là mấy năm rồi. Dạ, nhưng mà tòa án giải quyết xong rồi không cô? Chưa xong ha. Xong rồi nó cũng như cái dài nhiều, rồi bên sự thật cái thằng này bị tâm thần. Dạ. Nó biết gì trơn rồi nó mới ấu đả. Trước kia thằng này nó thua kiện, nó thua kiện là bên kia nó thắng, rồi cái nó mới nó đòi giết, nó đòi đâm chém hồi trước kia nữa, rồi tôi mới nói không được. Cái gì thì phải để tới luật pháp, chứ mày làm vậy một đứa vô tù một đứa chết, chị không có muốn anh em phải hòa giải. Nó nói chị làm sao chứ không thôi là tôi giết ông Hải đó. Rồi tôi mới nói vậy không được, cái này tên tuổi này là tư, nó nói là nó ký tên của chị vậy hả. Thì bây giờ thì giờ chị cũng biết chị là người chị phải biết cho em mình. Cái nó dẫn tôi xuống với hội luật gia ở dưới tỉnh đó, là ông Tư Giáp đó. Tôi mới tình bài như thế đó, ông Tư Giáp ổng mới hướng dẫn tôi là phải kiếm luật sư, rồi phải và kiếm luật sư mới được, chứ mấy cô như cô nó chuyện không lợi người ta đâu, người ta có trình độ, người ta có làm việc, người ta biết, cho nên mới ổng chỉ đi tới cái chỗ mà lục giấy tờ bộ sổ ra thì nó có giấy tờ của tôi còn, cho nên là cái này là Nguyễn Văn Đứng với Trần Văn Tươi nó lướt tôi, nhưng mà tôi đã chịu tôi nghĩ gì hết, nghĩ lỡ là vậy đó. Rồi tôi mới nói là em đừng làm vậy, bây giờ tôi với vợ nó lợi tôi mới trình bày với luật sư đó, cũng người ta hướng dẫn, người ta chỉ tôi người luật sư đó giỏi đó. Rồi tôi lợi tôi trình bày vậy đó, rồi người luật sư đó họ làm đó, chứ tôi chỉ là đứng cái tên thôi, chứ tôi không có can dự. Đứng cái tên là của tôi hồi trước kia, còn đằng này đó là nó ký tên giả, nó qua bộ đó, rồi mới tới ngày hôm nay. Mà sao Hải này là cũng là một người anh mà nó cũng không có nói đâu đó nó chính xác, cho nên mới có chuyện hôm nay, mà rượu vào thì nó mới có chuyện vậy. Chứ sự thật ra em như đứa nào nó cũng hiền lắm, nhưng mà cái sự này thì cái sự bồng phát nó rượu nóng với thằng khùng. Nhưng ngày hôm qua thì con có nghe nói là cái chú mà thủ phạm đó là ông không có nhậu, còn có chú Hải này mới nhậu thôi. Cái sự nhậu đó tôi đâu có biết. Yeah. Tại vì tôi ở nhà rồi tụi nó nhậu rồi mới ra chuyện này. Cái còn cái bữa đó tôi chỉ biết trong cái phạm vi đó là 5 người, mà cuối cùng còn lại 3 người đó là cái tiệc nhậu, còn nhậu hay không mà tôi không có biết. Yeah. Mà khi mày xong chuyện này nó đã như vậy rồi tôi mới tới. Yeah. Chứ bình thường ai cũng lo mừng ăn cái mộ sao biết. Yeah. Dạ, nói chung là cái này là mâu thuẫn cũng rất là lâu rồi, sắp cộng thêm với là cũng chắc có người có hơi men, rồi người này là cũng tình thần kinh không ổn định, đâm ra cái sự việc này. Dạ. Có giấy không chưa? Có giấy luôn à? Dạ. Nhưng mà tôi cũng mới nghe qua nay á, là hồi trước kia nó tâm thần nha, nhưng mà bây giờ cũng như là cái sự nó ổn rồi, cho nên người ta lấy giấy tâm thần rồi. À. Còn về gia đình thì ai cũng lo mà ăn, cái quan tâm chị lớn hết rồi. Dạ. Mà cái chuyện này ngẫu nhiên cũng không bất ngờ, chứ không ai biết được. Dạ. Thì ngày hôm qua con thấy tất cả các trang báo đều đăng là do mâu thuẫn là người em ruột dùng một cái vật nhọn đâm người anh là tới 18 nhát dao, khủng khiếp quá cùng. Thì đúng, tôi nghe như vậy tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng mà tôi hôm qua nay tôi cũng trách cái thằng em út tôi, tại sao hai anh nó dí với nhau vậy mà nó không có la làng, tức mà ai cũng rất là buồn. Vậy là chú út có mặt ở đó luôn không? Thì còn ba anh em đó. Dạ. Mà hai anh này dí với nhau mà nó vẫn dơ, nó không la, cái đó sự đó ai cũng buồn. Rồi cô cho con hỏi là gia đình mình tổng cộng bao nhiêu anh em cô? Bao nhiêu anh em hả? Dạ. 8 người, 4 trai 4 gái, còn dạ, đủ rồi. Mà hôm nay thì mất một, tức là 8 anh em còn đủ luôn. Dạ, mất đủ một luôn. Cha mẹ nuôi được. Mất cái đó là tại nhà của anh hả? Mất cái đó là tại nhà của anh.
Úc. Úc bên kia thì là nhà của ông Úc. Úc đó bây giờ hôm đó bị tai nạn xe rồi cái giờ cũng tai biến á. Nó cũng đi sức sủi. Mà ai tới nhậu hả? Thì cái hình ảnh mà lúc đó cô có lại thấy được cái hình ảnh mà từ camera hay là hình ảnh gì không? Không biết gì hết, khi tôi ra là công an cho vô để mà đốt nhang trong nhà thôi chứ không có được vô nhìn xác nữa. Rồi không biết gì hết. Rồi trong khi muốn nhìn cái hình là những người đã chụp rồi cho thấy thôi, tôi cũng rất là đau lòng. Chứ sự thật, người ta đâu có cho vô. Tôi muốn vô, người ta cũng không cho vô. Vô chút xíu rồi người ta đuổi ra. Thì cái đó để cho công an người ta làm cái nhiệm vụ xong xuôi bắt đầu mới trả cái thi thể để cho người nhà làm mai táng đó cô. Và cái sự việc này con thấy anh em trong gia đình mà mâu thuẫn là thấy đau lòng lắm, thì con cũng không biết nói gì hơn hết. Con gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình của mình ha cô ha. Cảm ơn cô rất nhiều đã chia sẻ cùng với các kênh YouTube của các anh em nha cô nha. Và chúc cô sức khỏe. Nói chung là của cô cho con hỏi.